Các bạn đang nghe truyện Đại Đạo Chi Thượng trên kênh TV Audio CV. Chương 517, Bao vây tiểu ngũ một. Trần Thực đi rồi, Chu Thiến Ảnh, Vương Bình cùng tiến lên, Lực sĩ tự tháp sắt kia tìm kiếm linh dược, đúc cho Mã Tông Chu ăn, lại lấy ra thánh dược sinh cơ, cởi y phục của Mã Tông Chu, bôi thánh dược lên toàn thân. Mấy nữ tử vội vàng xoay người, không dám nhìn. Mã Tông Chu bị Trần Thực đánh gãy ba cái xương sườn, lại bị đá mấy chục cái vào hạ thể và bụng dưới dùng gậy đánh không biết bao nhiêu cái toàn thân bị đánh bầm tím nếu không phải trần thực không có sát ý cố tình thu lực lại e rằng mã tông chu đã mất mạng ngay từ khi trúng quyền đầu tiên của trần thực mọi người thấy vậy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn nhau không dám nói lời nào trong lòng bọn họ thấp thỏm bất an dù sao vừa rồi bọn họ còn trò chuyện vui vẻ với trần thực còn coi trần thực là một tiểu đệ bị thương hết sức chăm sóc lại muốn mượn mối quan hệ này của trần thực để kéo gần quan hệ giữa gia tộc bọn họ và trần đường nhưng bây giờ trần thực lại hạ độc thủ với mã công tử mã tông chu của mã gia suýt nữa đánh chết mã công tử bọn họ không khỏi lo lắng sau khi mã công tử tỉnh lại có thể sẽ dẫn chó đánh mèo lên bọn họ lúc này phía sau bụi bay mù mịt lại có một đội nhân mã dọc theo đường lớn tiến đến thanh thế to lớn chính là đội ngũ của mi châu mã gia chu thiến ảnh cùng những người khác kinh ngạc không thôi đứng tại chỗ quan sát dù sao mã gia cũng là thế gia có con cháu đông đảo lần này có 7 người tham gia kỳ thi hội ở Tây Kinh, Mã Tông Chu là một trong số đó. Xưa nay hắn thích độc lai độc vãng nên rời khỏi đội ngũ lớn đi trước, không ngờ lại gặp Trần Thực, bị đánh cho một trận. Mã Tông Minh dẫn đội lần này, lớn hơn Mã Tông Chu 2 tuổi, cũng thuộc dòng chính của Tông Chủ, cao mày nhìn Mã Tông Chu đang hôn mê bất tỉnh. Gia thần Mã Gia xung quanh đều phẫn nộ, hai ba trăm người sát khí đằng đằng, các loại thần đàn cùng được tế ra, nguyên thần, nguyên anh, kim đan thần thai đều tỏa ra lực lượng kinh người muốn đuổi theo trần thực dừng tay mã tông minh ngăn bọn họ lại trầm giọng nói chúng ta là vào kinh dự thi không phải đi giết người nhiệm vụ của các ngươi là hộ tống bảy người chúng ta vào kinh những chuyện khác không liên quan đến các ngươi lời này vừa nói ra mọi người đều kích động một lão giả của mã gia nói tông minh tông chu cũng là con cháu mã gia vào kinh dự thi bị đánh thành ra như vậy, trần thực khinh người quá đáng, ức hiếp mã gia ta. Mã gia ta đi theo chân vương, trấn áp ma thần các nơi, không phải ai cũng có thể ức hiếp. Hôm nay không trừng trị trần thực, ngày sau sẽ có triệu thực, tiền thực đến ức hiếp chúng ta, đúng vậy, một thiếu nữ mã gia bước ra, bi phẫn nói, tông minh ca, trần thực làm nhiều việc ác, cử thúc mã gia chúng ta ở Tân Hương bị hắn làm nhục, phải không lưng trước mặt hắn. Đường thúc mã vi công ở Củng Châu bị hắn giết. Còn có Thanh Châu, cũng là hắn cùng với tên bại hoại Lý Thiên Thanh của Lý Gia hạ độc thủ với dược điền của Mã Gia ta. Bây giờ hắn lại làm nhục tông chu ca ca như vậy, chúng ta còn có thể nhịn sao? Chúng ta còn phải nhịn nữa sao? Nàng vừa nói vừa khóc, cảm thấy vô cùng ủy khuất. Mã Tông Minh lắc đầu nói, chúng ta là vào kinh dự thi, đừng nên gây thêm chuyện. Trần thực làm nhiều việc ác, nhưng có nên đối phó với hắn hay không, tự có tộc lão trong tộc quyết định. Hắn nhìn quanh một lượt, nói: "Không giấu gì các ngươi, mấy vị lão tổ của Mã gia ta bởi vì chuyện dược điền ở Thanh Châu đã xuất quan, đến Tây Kinh rồi." Mọi người không còn bi phẫn nữa, đều lộ vẻ kinh ngạc. Dược điền Thanh Châu liên quan rất lớn. Hành động của Trần Thực ở Thanh Châu, nhìn như chỉ là diệt trừ vạn gia, nhưng lại bức rất nhiều lão tổ của 13 thế gia phải ra mặt, lão tổ Mã gia xuất quan đến Tây Kinh bề ngoài xem ra không liên quan đến dược điền nhưng trên thực tế là muốn đối phó với thế lực sau lưng trần thực kẻ đứng sau mây thi thể hỏi tây kinh có thể động đến trần thực hay không chẳng bao lâu sau sẽ có kết quả mã tông minh thần sắc bình tĩnh nói chúng ta là tiểu bối đừng tự ý hành động kẻo làm hỏng kế hoạch của lão tổ lần sau nếu gặp lại trần thực các ngươi phải lấy lễ đối đãi không được có chút kiêu ngạo nào hiểu chưa mọi người cố nén tức giận cúi đầu xưng vân Chu Thiến Ảnh cùng những người khác thấy trên dưới mãi gia lại án binh bất động, không đuổi giết Trần Thực, nhìn nhau, trong lòng đều nghiêm nghị. Sau lưng Trần Thực rốt cuộc là ai? Ngay cả mãi gia cũng phải nhẫn nhịn cơn tức này, chẳng lẽ Trần Gia còn mạnh hơn 13 thế gia hay sao? Xe gỗ của Trần Thực chậm rãi đi sâu vào nội địa Tây Ngu Tân Châu, bốn phía dần dần hoang vu, đường lớn lâu năm không được tu sửa, thỉnh thoảng bị đứt đoạn, có chỗ thậm chí không có đường lớn, chỉ có đường nhỏ trong thôn giả có khi đi mấy chục dặm cũng không thấy một thôn trang nào ven đường có rất nhiều xương trắng không biết là người hay thú khi trăng lên chúng sẽ chậm rãi bò trên mặt đất nhưng vì là ba ngày ánh trăng yếu ớt chúng không thể làm gì được bị xe nghiền nát không ít ở những nơi cách đường khá xa có một số người cao gầy mặc y phục màu đen còn cao hơn cả cây cối gầy gò thò người ra từ trong rừng cây đứng im không nhúc nhích nhìn xe gỗ đi qua bọn họ xoay đầu nhìn theo xe gỗ đi xa. Tô nghi sinh nghi mị, nhỏ giọng nói, đó là một loại tà ma. Bây giờ là ban ngày, chúng không có khả năng hành động, nhưng ban đêm chạy rất nhanh. Chúng ta phải đi nhanh lên, tìm một nơi an toàn trước khi trời tối. Đi không bao xa, lại có một đàn cự thú chậm rãi đi ngang qua trước mặt bọn họ. Những cự thú này giống như những ngọn núi di động, có bốn chân hai tay, hai tay chống xuống đất, hỗ trợ di chuyển. Cổ của chúng rất dài, vươn tới tận mây, trong mây mù trên núi có một số thực vật trôi nổi, những cự thú ăn những thực vật này để sống. Nhưng có một loại chim lớn làm tổ trong những thực vật này, để bảo vệ chim non, chim lớn liền bay lên, tấn công vào đầu những cự thú này, mổ đến nỗi đầu rơi máu chảy. Mà trên lưng cự thú lại có rất nhiều mũi tên bắn lên không trung, xua đuổi những con chim kia. Lúc này mọi người mới chú ý tới hóa ra trên lưng mỗi con cự thú đều có một thôn trang những người trong thôn này rất thích khi mặc quần áo trên mặt vẽ đủ màu sắc tay cầm cung tên nhìn bọn họ từ xa hết sức cảnh giác bọn họ là những người không nộp thuế sống trên lưng con thú này đã gần như biến thành người rừng rồi tôn nghi sinh nói hồ phỉ phỉ dẫn theo nếp nếp đi ra khỏi gian nhà nhỏ ngẩng đầu nhìn cảnh tượng hiếm thấy này nếp nếp nghi ngờ hỏi họ ăn gì vậy trần thực chỉ vào lưng cự thú nơi đó có một mảnh ruộng nói họ trồng trọt ăn giống như chúng ta tôn nghi sinh lắc đầu nói không giống loại cây trồng của họ chủ yếu là từ thần châu mang đến gọi là cao lương trên lưng cự thú không có đất cao lương được trồng trong lỗ chân lông của cự thú khi trồng họ sẽ nhổ lông của cự thú rắc hạt giống vào lỗ chân lông sau khi cao lương nảy mầm sẽ mọc sâu vào trong lỗ chân lông dầu mỡ dơ bẩn do cự thú tiết ra sẽ trở thành phân bón cho cao lương rất tươi tốt trần thực hồ phỉ phỉ tấm tắc khen lạ trồng cao lương trên lưng cự thú di chuyển theo cự thú thật khiến bọn họ mở rộng tầm mắt họ còn nuôi một loại heo kỳ lạ gọi là tảo trư là một loại ký sinh trùng sáu chân ký sinh trên người cự thú tảo trư màu đen tuyền ban đêm rất khó nhìn thấy chúng sẽ đào một đường hầm trong da cự thú chui vào trong cơ thể cự thú, sống bằng cách hút máu của cự thú. Tôn Nghi Sinh nói, Tảo Trư có thể nặng tới 3-400 cân, chạy rất nhanh, sức bật kinh người, có thể nhảy từ lưng con cự thú này sang lưng con cự thú khác cách đó mấy chục trượng. Những người này sau khi thuần hóa Tảo Trư, sẽ lợi dụng hang do Tảo Trư đào ra để làm giếng nước, đôi khi còn cưỡi Tảo Trư chiến đấu với bộ lạc trên lưng con cự thú khác. Đoàn xe đi qua dưới những con cự thú này, Trần Thực, Hồ Phỉ Phỉ và Níp Níp ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh đầu bọn họ, những con cự thú khổng lồ nhất chân to như cột nhà lên, bước qua từ trên không, tạo ra tiếng gió ầm ầm. Không lâu sau, bọn họ nhìn thấy chiến tranh bộ lạc mà Tôn Ni Sinh đã nói. Hai con cự thú trưởng thành gặp nhau, có lẽ là vì tranh giành quyền giao phối, đã xảy ra chiến đấu. Bộ lạc nhân tộc trên lưng cự thú cũng tham gia vào trận chiến này, người của hai bộ lạc vẽ mặt mình đủ màu sắc, cưỡi tảo trư, Dùng dây thường buộc vào răng nanh hai bên miệng của Tảo Trư, chạy như bay trên lưng cự thú, đột nhiên nhảy vọt lên, vậy mà lại tạo ra tiếng nổ siêu thanh trên không trung, nhảy lên lưng cự thú đối diện, tay cầm trường mâu hoặc lưỡi đao sắc bén, đánh về phía người của bộ lạc đối diện. Trên bầu trời, khắp nơi đều là Tảo Trư nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng còn có người rơi từ trên cao xuống, bịch, một tiếng, ngã đến mức tan xương nát thịt. Xe gỗ đi qua dưới thân hai con cự thú đang giao chiến, mấy lần suýt nữa bị giẫm chết nguy hiểm nhất là một lần mắt thấy chân của cự thú sắp đè lên xe gỗ tôn nghi sinh điều động nguyên thần đỡ lấy chân của cự thú xe gỗ mới may mắn thoát nạn cự thú thật sự quá nặng lúc chân giẫm xuống tôn nghi sinh chỉ cảm thấy như một ngọn núi cao ngàn trượng đè lên người mình cho dù hắn là cao thủ luyện hư cảnh cũng bị đè đến mức nguyên thần bị thương nặng hơn nguyên thần của hắn bị thương càng nặng ngồi trong xe gỗ ông dương giác thiên linh đăng vẫn cảm thấy lạnh thêm mấy bộ y phục cuốn mình thật chặt nguyên thần ở trong ánh đèn sưởi ấm. Hồ phỉ phỉ thấy vậy, đưa hắn vào gian nhà nhỏ, phơi nắng cùng hát qua. Tô Nghi Sinh muốn từ chối nằm chung ghế với hát qua, nhưng do vết thương quá nặng, sau khi nằm xuống là không muốn động đậy nữa. Hát qua đeo kính râm lên tai, lấy một quyển sách từ trong miệng ra, liếm móng vuốt, lật sách đọc. Tô Nghi Sinh thầm nghĩ, hình như con chó này có gì đó không đúng. Hát qua liếc hắn một cái, hắn lập tức trở nên bình thường hơn rất nhiều hát qua lật xem sách một lúc sau đột nhiên cầm dương giác thiên linh đăng lên nhẹ nhàng lắc một cái tô nghi sinh chỉ thấy đèn chó và nguyên thần của hắn cùng nhau chìm vào cõi âm hắn không khỏi kinh hãi giải dụa dụ kêu cứu nhưng lúc này trần thực và hồ phỉ phỉ đã chạy lên lưng một con cự thú dùng quần áo dư thừa đổi lấy một ít đá và mềm vô dụng của những người sống trên lưng cự thú mặc kệ tô nghi sinh kêu cứu thế nào hai người cũng không nghe thấy nhưng xe gỗ nghe thấy mọc ra rất nhiều cánh tay túng lấy da nhà nhỏ tôn nghi sinh nhìn thấy bốn phía khung xe gỗ mọc ra những con mắt to tiến đến phía trên da nhà nhỏ che khuất bầu trời đảo một vòng nhìn chằm chằm vào hắn tôn nghi sinh thầm nghĩ thôi thì chết là hết trần đường đại nhân ta đã cố gắng hết sức rồi trong cõi âm hắc qua như ma thần khổng lồ tế dương giác thiên linh đăng lên ánh đèn bừng cháy như một vầng trăng mờ dưới sừng dê nguyên thần của tôn nghi sinh ở trong vầng trăng mờ chỉ cảm thấy nó hấp thụ chí âm chi khí của cõi âm thiêu đốt trong dầu đèn lại âm cực dương sinh sinh ra trí dương chi khí không ngừng luyện hóa vào nguyên thần của hắn tu bổ nguyên thần hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng chỉ cảm thấy tốc độ khôi phục của nguyên thần tăng lên rất nhiều thì ra không phải con chó này hại ta mà là muốn giúp ta chữa thương đúng lúc này bốn phía xuất hiện rất nhiều quỷ thần tiếng chém giết kinh thiên động địa như thủy triều ào ạt tràn tới Tô mi sinh kinh hải vạn phần nguyên thần của hắn cao mười trượng đã là tồn tại cường đại trong các tu sĩ luyện hư cảnh, nhưng trước những quỷ thần cõi âm cao tới ngàn vạn trượng này, căn bản không đáng nhìn. Không ngờ ta lại chết ở cõi âm hắn vừa nghĩ tới đây, lại thấy con chó đen kia chân đạp ma hỏa, lao vào chém giết, đập nát đầu một tên quỷ thần cao ngàn trượng, cắn đứt cánh tay của một tên quỷ thần khác, gầm lên một tiếng, chấn động đến mức đầu của một tên quỷ thần khác nổ tung, há miệng phun ra ma hỏa, thiêu cháy một tên quỷ thần ba đầu thành tro bụi. Những quỷ thần kia tới đây không phải để giết ta, Tô Nghi Sinh bừng tỉnh, những quỷ thần kia đến giết con chó này, trong lòng hắn rung lên. Rốt cuộc con chó này có là lai lịch gì? E rằng lai lịch của nó còn lớn hơn ta rất nhiều, quỷ thần ma quái xung quanh càng ngày càng nhiều, hát qua cũng không chống đỡ nổi, đánh đến kiệt sức, bèn cắn dương giác thiên linh đang nhảy một cái, nhảy ra khỏi cõi âm, trở lại gian nhà nhỏ. Nó đặt dương giác thiên linh đang xuống, nằm trên ghế, đeo kính râm, phơi nắng nghỉ ngơi tôn nghi sinh chỉ cảm thấy thương thế nguyên thần của mình đã đỡ hơn rất nhiều tinh thần cũng khôi phục một chút trong lòng thầm hổ thẹn trước đó ta còn không muốn ngồi cạnh nó vậy mà nó không hề ghét bỏ ta không xứng ngồi cùng trần thực và hồ phỉ phỉ từ trên lưng cự thú sáu chân xuống mang theo mấy cân đá vàng vô dụng bọn họ còn mua được hai con tảo trư sáu chân hồ phỉ phỉ và nếp nếp vui vẻ leo lên lưng tảo trư định cưỡi nó đi dạo một vòng phục hai con tảo trư vận sức nhảy vọt lên xé gió lao đi biến mất không thấy tâm hơi. Một lúc sau, xa xa mới truyền đến tiếng hét vui vẻ của Hồ Phỉ Phỉ và Níp Níp. Tốc độ của Tảo Trư thật sự quá nhanh, hồn của hai người suýt nữa bị hất bay. "Tôn đại nhân, chúng ta lại có tiền rồi." Trần Thực đưa cho Tôn Nghi Sinh mấy miếng vàng vụn, cười nói, "Đối với người dân địa phương, những thứ vàng này chỉ là đá vô dụng, không thể dùng để chế tạo trường mâu. Bọn họ cần quần áo hơn, ta và Phỉ Phỉ đã đổi lấy một ít" ngươi cứ cầm lấy mà dùng, không đủ thì ta vẫn còn. Tô Nghi Sinh lúng cuốn tay chân, liên tục nói, thiếu gia, sao ta có thể nhận tiền của ngươi được, hắn chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, dọc đường đi hắn không giúp được gì, còn nhiều lần bị thương, cần trần thực và con chó kia chăm sóc, ba bữa cơm trên đường đều do hồ ly tinh hồ phỉ phỉ kia làm. Hắn chỉ có thể ăn không ngồi rồi. Bây giờ, còn phải để tiểu bối cho tiền tiêu. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình vô dụng như vậy tây kinh hẻn văn xương trên trời mưa phùn lý duy nhiên lão tổ tông của lý gia ngẩng đầu trong mưa nhìn về phía một đám mây đen trên bầu trời những đám mây khác đều di chuyển theo gió duy chỉ có đoá mây xanh này là trôi nổi trên bầu trời không nhúc nhích từ đầu đến cuối vẫn bao phủ tây kinh cho dù là ngày mưa đám mây này vẫn giữ vẻ không hợp với những đám mây khác thị lực của hắn rất mạnh mây xanh trong mắt người khác là một đám mây kỳ quái nhưng trong mắt hắn Đám mê này do từng cổ thi thể tạo thành. Tạo vật tiểu ngũ. Lý Duy Nhiên thu hồi ánh mắt, ha ha cười, xoay người lại, ung dung nói, chờ được ngươi rồi. Phía sau hắn, một thư sinh mặc áo bào màu xanh nhạt đi tới bên này, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, mặt trắng không râu, một tay cầm lấy đai lưng bạch ngọc bên hông, một tay chống ô giấy dầu, đi lại trong hẻm mưa, dáng vẻ có phần lười biếng. Hắn chính là tạo vật tiểu ngũ thái tổ lý gia đi ra từ phía sau hắn chắn đường hắn cùng lúc đó gia tổ và tiền tông chủ lý gia lần lượt đi tới từ hai con hẻm nhỏ khác chặn tạo vật tiểu ngũ ở ngã tư đường tạo vật tiểu ngũ chống ô giấy dầu khẽ nhíu mày năm đó trần dần đô gây họa ở tây kinh lão phu tự mình xuống núi dò xét thực lực của hắn thái tổ công lý gia lý di nhiên ung dung nói trận chiến đó lão phu đánh rất vui vẻ Trần Dần Đô quả thật rất mạnh, chúng ta đều lùi một bước, hắn không điều tra chuyện năm đó nữa, chúng ta cũng không truy cứu hắn giết nhiều người như vậy, Trần Đường cũng có thể không chết. Hiện tại, ta muốn thử xem thực lực của ngươi thế nào. Tạo vật tiểu ngũ đánh giá thái tổ công Lý Di Nhiên. Trong bốn vị lão tổ Lý Gia, Lý Di Nhiên lớn tuổi nhất, đã sống hơn 200 tuổi, sống càng lâu càng có phong thái tiên phong đạo cốt, xuất trần thoát tục. Tóc, lông mày, Râu của hắn đã bạc trắng như tuyết, không tìm thấy một chút dấu vết màu đen nào. Nhưng hắn vẫn duy trì sức sống dồi dào, đôi mắt sáng ngời có thần. Thậm chí hắn còn hơi béo, đây là biểu hiện của việc giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Từ xưa đến nay người trường thọ thường có vóc dáng như vậy. Béo gầy đều có. Tạo vật tiểu ngũ khẽ gật đầu, đáng tiếc hơi già rồi. Trên đỉnh đầu Lý Di Nhiên, một luồng thanh quang lơ lửng, ước chừng hơn một thước. Trong thanh quan ẩn chứa hư không đại cảnh của hắn, mơ hồ có tiếng sấm truyền ra từ trong hư không đại cảnh. Hư không đại cảnh ẩn chứa trong phạm vi hơn một tấc chính là cái gọi là mỗi hoa một thế giới, một hạt cải chứa núi tu di. Tuyệt học cao cấp nhất của Lý Gia được ghi lại trong Di An đường tập, nghe đồn là công pháp có thể độ kiếp phi thăng, gọi là tiểu kiếp vận độ quyết, chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện. Dị tượng sấm sét trong hư không đại cảnh của Lý Di Nhiên cho thấy hắn đã bắt đầu đặt chân vào độ kiếp cảnh, một cảnh giới hoàn toàn xa lạ thậm chí có thể đã bước vào cảnh giới này hắn là người sống có tu vi cảnh giới cao nhất mà tạo vật tiểu ngũ từng gặp thái tổ lý càng phong sải bước về phía tạo vật tiểu ngũ thần thái ung dung nói tán nhân và thiên thính giả vẫn luôn truyền tai nhau về tạo vật tiểu ngũ không ngờ ngươi lại trẻ như vậy tiểu ngũ khí tức của ngươi cho ta một cảm giác tà mị giống như tà ma chắc chắn là ngươi đã hấp thu ánh trăng tà khí đã khống chế tư duy của ngươi tạo vật tiểu ngũ quay đầu nhìn hắn như đang xem xét thức ăn của mình quan sát rất kỹ lưỡng lý tràng phong cũng tóc bạc mày bạc nhưng khí chất lại giống như một đại nho có hào quang chính khí hắn cũng tu luyện pháp trong di an đường tập nhưng khác với thái tổ công có phong thái tiên phong đạo cốt khí chất của hắn là chính khí và nhập thế của bậc đại nho ký tức của hắn không hề thua kém thái tổ công trên đỉnh đầu có một luồng hạo nhiên chính khí bên trong ẩn chứa hư không đại cảnh cũng vang lên tiếng sấm mơ hồ còn có long phượng bay lượn lúc ẩn lúc hiện cảnh giới như vậy rất hiếm thấy không ngờ hôm nay lại xuất hiện hai vị chỉ có điều thanh quan trên đỉnh đầu lý duy nhiên chỉ dài hơn một thước còn hào quan chính khí trên đỉnh đầu hắn lại dài ba thước hắn rất già rồi nhưng dùng linh dược cố gắng giữ cho da thịt tươi mới tạo vật tiểu ngũ rất cảm động nở nụ cười thiện ý với lý càng phong nụ cười của hắn rất tiêu chuẩn để lộ tám cái răng đây là do tạo vật, Trần Dần Đô có một số sở thích kỳ quái khi tạo vật, ví dụ như nụ cười nhất định phải để lộ tám cái răng. Gia tổ lý khôn ngọc đi tới từ con hẻm bên trái, dừng lại cách tạo vật tiểu ngũ 10 bước, cười nói, tiểu ngũ, nghe nói 20 năm trước, ngươi đã giết chết tứ đại tôn vương của thiên thính giả, thực lực hơn người. Đáng tiếc sau đó ngươi liền mai danh ẩn tích. Mãi đến năm ngoái mới xuất hiện trở lại thực lực của tứ đại tôn vương kém xa tứ tổ lý gia chúng ta. Tạo vật tiểu ngũ nhìn hắn với vẻ tán thưởng, nói, 10 năm trước ta cũng đã xuất hiện, nhưng vừa xuất hiện đã bị cha ta trấn áp, phong ấn ta lại. Hắn rất tán thưởng Lý Khô Ngọc. Lý Khô Ngọc tuổi cũng không nhỏ, hơn 100 tuổi, nhưng dung mạo lại như người trung niên, tóc mai điểm bạc, râu cũng đã hoa râm. So với Thái Tổ Công và Thái Tổ, hắn kém hơn rất nhiều, nhưng cũng là nhân vật đỉnh phong đại thừa cảnh, hắn chưa thể luyện hư không đại cảnh đến mức ẩn chứa trong gan tất, nhưng hư không đại cảnh lơ lửng trên không trung, chỉ rộng khoảng một mẫu. Da thịt của hắn ngon hơn, không dai. Tạo vật tiểu ngũ thầm nghĩ. Tiền tông chủ lý tâm thụ đi tới từ con hẻm bên phải, chấp tay sau lưng, cười nói, thiên thính giả và tán nhân đều sợ hãi tạo vật tiểu ngũ, hôm nay gặp mặt, đúng là có phần thất vọng. Chỉ là một tà ma nhân tạo tương đối mạnh mà thôi, còn không bằng ma tạo vật tiểu ngũ không thích hắn lắm. Lý Tâm Thụ vừa mới bước vào đại thừa cảnh, cảnh giới vẫn chưa vững chắc. Đại thừa cảnh hoặc là 10 năm đạt được, hoặc là trăm năm đạt được, hiển nhiên hắn không có tư chất và ngộ tính để đạt đến đại thừa cảnh trong 10 năm, vì vậy đã mượn linh dược của Thanh Châu, kéo dài tuổi thọ trăm năm, cuối cùng cũng đột phá. Thư không đại cảnh của hắn ẩn chứa trong đám mây đen trên bầu trời, cơn mưa phùng đổ xuống chính là từ trong đại cảnh. Nhưng người này quá giả tạo, rõ ràng là kẻ yếu nhất, lại cứ ra vẻ ta đây rất lợi hại. Loại da thịt này thường có vị chua. Nhưng tạo vật tiểu ngũ có phần cảm động, bốn người này đã tìm mọi cách để giữ cho mình trẻ trung, tuy có chút sai sót, nhưng cũng có thể thông cảm được. Tứ tổ lý gia cũng đang quan sát hắn, ánh mắt mỗi người đều lộ vẻ khác lạ. Tạo vật tiểu ngũ rõ ràng là trần dần đô lúc trẻ, cao lớn túng tú, có khí chất vừa cố chấp vừa phóng khoáng, trong ánh mắt toát lên vẻ tò mò với những điều chưa biết, cùng với thái độ kiêu ngạo và tự phụ về tài năng của bản thân cũng ngang ngược không coi ai ra gì điểm khác biệt duy nhất là trần dần đô tuy tà khí nhưng không tà ác tạo vật tiểu ngũ lại mang theo khí tức tà ác khiến người ta bất an lão cha thật sự già rồi vậy mà không thể giết sạch các ngươi tạo vật tiểu ngũ thu hồi ánh mắt khỏi tứ tổ lý gia thở dài nói đây chính là nỗi bi ai của kiếp người dù thông minh và mạnh mẽ như hắn cũng không tránh khỏi tuổi già sức yếu, vậy mà bị các ngươi bức lui. Nếu trẻ lại 10 tuổi, hắn mà ra tay với các ngươi như đánh ta, thì hôm nay ta đã không gặp được các ngươi rồi. Hắn nhớ lại những lần bị Trần Dần Đô đánh, không khỏi cảm thán. Lần cuối cùng Trần Dần Đô đánh hắn là mang theo 32 vị phù thần thiên cơ, đánh hắn thừa sống thiếu chết. Nếu không phải lo lắng hắn sống lại sẽ càng mạnh hơn, chắc chắn Trần Dần Đô sẽ không hề do dự giết chết hắn, chứ không phải tốn công tốn sức trấn áp hắn. Thái tổ lý càng phong cười nói, Trần Dần Đô quả thật có chút bản lĩnh, xuất thân hèn mọn nhưng lại có thể đứng vững trong hàng ngũ cường giả thiên hạ, cơ duyên kỳ ngộ khiến người ta phải thán phục. Năm đó, trong trận chiến ở Tây Kinh, triều đình Tây Kinh gần như bị hắn đánh tan, nội các, đông xưởng, tam đại doanh, cùng với tam công, lục bộ, chết và bị thương vô số. Chiến tích của hắn đủ để chấn động thiên hạ 10 năm, chết rồi à uy danh vẫn còn. Gia tổ lý khôn ngọc lắc đầu nói, đáng tiếc, hắn không nên đối địch với thiên hạ, khiến chúng ta phải xuống núi. Tiền tông chủ lý tâm thụ gật đầu, còn ngươi, tạo vật tiểu ngũ, ngươi càng không nên bắt trước trần dần đô, giao rắc kinh hoàng ở Tây Kinh, tạo ra mây thi thể. Tạo vật tiểu ngũ không hề để tâm đến việc bị bốn vị cao thủ tuyệt đỉnh này bao vây, vẻ mặt chân thành nói, ta đến đây chỉ muốn biết một đáp án, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết, ta có thể từ bỏ việc ăn thịt các ngươi, lập tức rời khỏi Tây Kinh. Thái tổ công lý di nhiên thản nhiên nói, Ngươi muốn biết tung tích của Tiên Thiên Đạo Thai, hắn mỉm cười, đánh bại ta, ta sẽ nói cho ngươi biết." Lý Tâm Thụ cười nói, "Tạo Vật Tiểu Ngũ, Tây Kinh đông người, chúng ta ra ngoài biển đánh một trận, tránh làm liên lụy đến người vô tội." Lý Càn Phong nói, "Giao chiến ngoài biển, vừa là trừ ma vệ đạo, vừa có thể tiêu diệt một số yêu ma ngoài biển, đính là một công đôi việc, không cần." Tạo Vật Tiểu Ngũ lắc đầu nói, "Giao chiến một trận ngay tại Tây Kinh thành này." tứ tổ lý gia đều nhíu mày tu vi của bọn họ quá mạnh nếu động thủ ở đây uy lực của thần thông sẽ lan ra ngoài e rằng sẽ biến tây kinh thành tu la tràn vô số người sẽ chết thảm tạo vật tiểu ngũ vẫn chống ô nhẹ giọng nói các ngươi không cần lo lắng giao thủ với ta uy lực của thần thông và pháp thuật của các ngươi sẽ không hề bị rò rỉ ra ngoài lý tâm thủ bước lên trước một bước điều động hư không đại cảnh cười nói dưới uy hiếp của linh bảo nguyên dương công của ta, không ai dám trực tiếp đỡ một đòn, hắn thi triển linh bảo nguyên dương công, đây cũng là công pháp tuyệt đỉnh trong di an đường tập, tôi luyện nguyên dương, lấy thân thể làm linh bảo, không ngừng rèn luyện tu luyện, luyện đến mức tận cùng, chỉ cần vung tay nhất chân cũng có uy lực kinh thiên động địa. Lý Tâm Thụ đã tu luyện công pháp này đến đại thừa cảnh, có dấu hiệu hóa một nát thành thần kỳ, không cần chiêu thức, chỉ một chưởng đơn giản cũng có uy lực mạnh hơn cả bảo vật trấn phái của rất nhiều thế gia. Tạo vật tiểu ngũ giơ tay lên đỡ, Lý Tâm Thụ chỉ cảm thấy không gian trước mắt chấn động dữ dội, lực lượng mà hắn tung ra tưởng chừng như vô biên bỗng nhiên bị phân tán. Tây Kinh Thành đột nhiên nhô lên, lộn ngược, càng không đảo lộn, hình thành dị tượng trời đất đảo ngược, thứ tạo ra dị tượng này chính là lực lượng của Lý Tâm Thụ. Một chưởng nhìn như đơn giản nhưng đầy uy lực của hắn đánh trúng tay tạo vật tiểu ngũ, đồng thời bị tạo vật tiểu ngũ dùng thái thượng bát quái hộ thân quyết đảo ngược lực lượng. Nếu xa bà bà ở đây, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên. Bởi vì tạo vật tiểu ngũ đang thi triển chính là công pháp của bà ta, nhưng khi tạo vật tiểu ngũ thi triển, còn nhanh nhẹn hơn, tinh diệu hơn bà ta, thậm chí còn làm tới mức thiên địa biến đổi, nghịch chuyển càng khôn, đảo ngược trời đất. Lúc này, người dân Tây Kinh đang đi lại trên bầu trời Tây Kinh, không hề biết Tây Kinh đã bị đảo ngược. Họ nhìn trời là trời, nhìn đất là đất mọi thứ vẫn như thường nhưng trong mắt lý tâm thụ trời đất biến đổi dữ dội mọi thứ trở nên kỳ dị hắn chỉ lơ đẳng trong nháy mắt nhưng cổ tay đã bị tạo vật tiểu ngũ bẻ gãy tạo vật tiểu ngũ dùng ngón tay đã tôi luyện ngàn lần của mình đâm vào mi tâm hắn lý tâm thụ đầu óc choáng váng biết mình đã khinh địch nhưng vẫn bình tĩnh lập tức điều động hư không đại cảnh của mình hư không đại cảnh của hắn vừa hạ xuống nguyên thần cũng hiện ra từ hư không ngay lập tức bị xuyên thủng mi tâm, toàn bộ hư không đại cảnh bị tạo vật tiểu ngũ nắm lấy, nhét vào trong cơ thể hắn, Lý Tâm Thụ giơ tay kia lên, tay còn lại bị bẻ gãy, đâm vào đầu hắn. "Đừng nói chuyện, choáng váng là chuyện bình thường." Tạo vật tiểu ngũ nhanh chóng phong ấn 10 đại huyệt toàn thân hắn, Lý Tâm Thụ thân thể bị diệt, nguyên thần bị trọng thương, bị phong ấn trong thân thể, không tự chủ được bay lên trời. "Lý gia, gia tổ Lý Khô Ngọc, thái tổ Lý Càn Phong" Thái tổ công lý duy nhiên đã lao ra từ Tây Kinh Thành đang lộn ngược, bay lên không trung, nhưng lại nhìn thấy cảnh lý tâm thụ bỏ mạng. Ba vị lão tổ vừa kinh hãi vừa tức giận, lao về phía tạo vật tiểu ngũ. Vừa rồi, bọn họ không nhìn rõ tại sao lý tâm thụ và tạo vật tiểu ngũ đột nhiên biến mất, chỉ thấy lý tâm thụ đánh tạo vật tiểu ngũ một quyền, hai người liền biến mất không thấy tâm hơi, đợi đến khi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy lý tâm thụ đã bị giết, đúng lúc này, càng không đảo ngược đột nhiên trở lại bình thường, tạo vật tiểu ngũ biến mất trước mắt bọn họ ở tây kinh ba vị lão tổ gào thét trở về hẻm văn xương ở tây kinh thành tạo vật tiểu ngũ vẫn chống ô giấy dầu màu vàng sáng đứng trong mưa phùn hắn vẫn đứng ở vị trí cũ không hề di chuyển nửa bước còn tiền tông chủ lý tâm thụ trong tứ tổ lý gia đã biến thành một cổ thi thể không ngừng bay lên tiến gần đến mây thi thể cuối cùng lý tâm thụ trở thành một phần của mây thi thể bao phủ tây kinh Bốn người chặn đường ở bốn con hẻm nhỏ, đã mất đi một người. Ta muốn hỏi một chút. Tạo vật tiểu ngũ nói, làm sao các ngươi biết ta sẽ đi qua đây, gia tổ lý khô ngọc sắc mặt tái mét, nhưng vẫn nói cho hắn biết nguyên nhân, lạnh lùng nói, khắp Tây Kinh đều là tai mắt của lý gia ta, đã sớm nhận ra ngươi, biết mỗi ngày vào giờ này ngươi sẽ đi qua ngõ văn xương, đến phố võ xương uống một bát sữa đậu nành. Tạo vật tiểu ngũ nói, thì ra là vậy. Các ngươi cũng biết ta ở đâu rồi, Lý Khô Ngọc lạnh lùng nói, hẻm Tam Đạo Khẩu, phố Trường An, lầu Thính Vũ, tầng 4, phòng thứ hai, tiền thuê hàng tháng là 3 lượng bạc, ngươi đã trả trước nửa năm. Hắn vừa dứt lời, ba người đồng loạt ra tay, thái tổ công Lý Duy Nhiên thi triển tiểu kiếp vận độ quyết, giơ tay lên, sấm sét trong mây xanh trên đỉnh đầu nổ vang, giống như thiên kiếp giáng xuống, hắn điều động sức mạnh của toàn bộ hư không đại cảnh gia trì lên một ấn này, giống như thiên thần giáng thiên kiếp, muốn đánh chết tạo vật tiểu ngũ thái tổ lý càng phong thi triển long phượng kim hoa lục trong hạo nhiên chính khí ẩn chứa thế giới long phượng sức mạnh long phượng gia trì lên người hắn khiến hắn giống như thần nhân mặc áo giáp vàng gia tổ lý khô ngọc thi triển thiên quan quyết sau lưng hiện ra từng đạo thiên quan mỗi một thiên quan là một đạo tràng tu vi cảnh giới của hắn tuy không bằng thái tổ công và thái tổ nhưng được vô số thiên quan gia trì khiến pháp lực của hắn không hề thua kém hai người kia khi tạo vật tiểu ngũ giơ tay đón đỡ đòn tấn công đầu tiên của lý di nhiên Tây Kinh thành dưới uy lực khủng bố của đạo Pháp mà hai người thi triển bỗng chốc bị bóp méo biến. Dạng Không gian như thể bị chấn động đến mức hỗn loạn, những con đường vốn chỉnh tề, ngay ngắn bỗng trở nên lộn xộn, mang theo đủ loại nhà cửa, lầu cát, đang xen lẫn nhau. Trên đường phố, người đi đường chen chúc, lướt qua nhau như những bóng ma. Xe cộ qua lại như nước chảy, tưởng chừng như va chạm vào nhau nhưng lại xuyên qua nhau một cách kỳ lạ. Trong hoàng thành, văn hoa điện, võ anh điện hoa cái điện trung cực điện văn uyên cát đông cát chính điện cẩn thân điện vân vân đều tự động phóng ra uy năng những cung điện này vốn là trọng bảo với uy lực mạnh mẽ bị kích thích bởi chấn động không gian nên mới tự động tỏa ra uy lực để tự bảo vệ mình thế nhưng tất cả mọi người trong tây kinh thành đều sinh hoạt như thường kẻ làm việc thì tiếp tục làm việc dường như chẳng hề bị ảnh hưởng gì thái tổ công lý duy nhiên trong lòng giật mình hắn đã phân tán uy lực của đòn tấn công này ra khắp không gian Tây Kinh, tạo vật tiểu ngũ đã xuyên qua chưởng lực của hắn, đâm thẳng vào ngực hắn. Mắt thấy sắp đâm thủng lồng ngực Lý Di Nhiên thì công kích của Thái Tổ Lý Càng Phong đã ập tới, buộc tạo vật tiểu ngũ phải nên đón. Hai bàn tay va chạm, Tây Kinh Thành bỗng chốc chìm xuống cõi âm. Quỷ thần nơi cõi âm đồng loạt ngẩng đầu, hoang mang nhìn quanh. Chúng nhận ra mình đã bị đưa đến dương gian một cách khó hiểu. Giây phút này, âm dương của tây kinh đảo lộn nhưng ngay sau đó âm dương trở lại vị trí cũ tây kinh lại trở về dương giang tạo vật tiểu ngũ nắm lấy năm ngón tay của lý càng phong dưới chân đã giẫm gãy năm ngón chân phải của hắn gia tổ lý khôn ngọc xông vào tạo vật tiểu ngũ buộc phải buông lý càng phong ra để nghênh chiến không gian tây kinh lại một lần nữa hỗn loạn các con đường đang xen vào nhau hóa giải quy lực của đòn tấn công lý chi nhiên đã lao tới Dung hợp hư không đại cảnh vào bản thân, thôi thúc tiểu kiếp vận độ quyết đến cực hạn. Từng chiêu thức đều mang theo uy lực khủng khiếp của tiểu thiên kiếp tạo vật tiểu ngũ vừa mới đỡ được thế công của Lý Di Nhiên, còn chưa kịp phản công thì Lý Tràng Phong đã tấn công tới. Cũng dung hợp hư không đại cảnh vào bản thân, tạo vật tiểu ngũ vừa mới đẩy lui Lý Tràng Phong thì Lý Khôn Ngọc đã ập đến. Ba đời tổ tôn nhà họ Lý tu luyện những công pháp khác nhau đều đã tu luyện đến cảnh giới cực hạn, biên cuồng tấn công hắn trên đường phố tây kinh người đi đường vẫn qua lại như thường ngày nhà nhà đều bận rộn với công việc của mình thậm chí còn có những đứa trẻ đang nô đùa dưới mưa đá cầu chơi bóng chẳng hề hay biết rằng bốn vị cao thủ tuyệt đỉnh đương thời đang giao đấu bằng tuyệt thế thần thông trong ngõ văn xương tây kinh thành chốc chốc lại bị không gian vạn xoắn trời đất đảo lộn âm dương điên đảo bất kỳ tiêu uy lực nào bắn ra ngoài cũng đủ để hủy diệt hàng vạn người trong thành thế nhưng tây kinh vẫn bình yên một cách kỳ lạ chỉ có trọng bảo hoàn thành của trấn tây ngư tân châu cảm nhận được nguy hiểm tỏa ra những rung động kinh thiên động địa vài đứa trẻ đang chơi đá cầu vô tình đá quả cầu đến đầu hẻm văn xương một đứa định chạy ra nhặt bóng ngẩng đầu lên thì thấy ba người trong hẻm đang điên cuồng tấn công một tú tài từng chiêu thức đều hung hiểm nhưng trông chẳng khác gì đám võ phu đang ẩu đả đứa trẻ ngây người đứng xem chuyện hay bỗng nhiên tên tú tài trúng chiêu bị đánh lăn ra khỏi ngõ văn xương ngã xuống vũng nước bên cạnh nó tên tú tài nằm sấp dưới đất tức giận đấm xuống đất khiến nước bắn tung tóe khắp nơi ta đã bảo là một tay đánh không lại mà tạo vật tiểu ngũ bò dậy từ vũng nước khép chiếc ô giấy dầu lại rồi nhét vào tay đứa trẻ tiểu huynh đệ cầm giúp ta hắn bước vào trong ngõ văn xương một lúc sau đứa trẻ cầm ô thấy trong con hẻm có một nam nhân trung niên bay lên trời như diều Đại thúc biết bay. Đứa trẻ kinh ngạc kêu lên. Trong 13 thế gia, Lý gia tuy không phải là gia tộc hùng mạnh nhất, nhưng khi Lý gia khai phá Tây Ngưu Tân Châu đã sinh ra hai vị tuyệt đỉnh cường giả, sở hữu hai đại bảo điển, tập hợp đại thành đạo pháp thiên hạ. Ngoài thành Tây Kinh, trước một quán trà ven đường, hai lão giả tóc bạc phơ đang vừa uống trà vừa đánh cờ. Bên cạnh bàn cờ của hai người, mỗi người đều đặt một vò trà lớn quán trà ven đường như thế này thường là dành cho những phu kiệu tiều phu đốn củi phu khuân vác nước trà không đắt chỉ vài đồng tiền lá trà cũng không phải loại thượng hạng toàn là lá trà to thô còn có những vết loang lỗ do sâu mọc gặm nhấm để lại vò trà cũng không được sạch sẽ cho lắm bên trên đầy những vết ố trà dày cộm còn có cả những vết xước do móng tay cọ rửa để lại hai lão giả tóc bạc này ăn mặc sang trọng rõ ràng là người giàu có vậy mà lại ngồi uống trà cùng những người lam lũ trước quán trà ven đường này trong vò trà trước mặt hai người nước trà tĩnh lặng như gương nhưng thứ được phản chiếu không phải là bầu trời mà là cảnh tượng ở hẻm văn xương phía sau hai người còn có rất nhiều cường giả của mã gia đứng im không nhúc nhích mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nhưng khí thế lại quá mạnh mẽ khiến cho quán trà ngoài bọn họ ra chẳng còn ai khác hai lão giả tóc bạc này chính là hai vị lão tổ của mã gia hoặc nhìn tuổi tác không chênh lệch là bao nhưng thực chất là ông cháu người bên trái là mã tuấn thái tổ công của mã gia người bên phải là mã tự gia tổ của mã gia mã tuấn vừa đặt một quân cờ xuống vừa chậm rãi nói lý xuân phương để lại di an đường tập ghi chép lại những công pháp và tiên pháp đỉnh cấp nhất mà lý gia có được xưa nay đều do con cháu dòng chính tu luyện lý tông dịch để lại nam thành tông dịch tập ghi chép lại những đạo pháp chỉ kém di an đường tập nửa bậc dành cho con cháu dòng thứ học tập lý gia truyền thừa hàng nghìn năm nối tiếp không dứt. Hai đại đạo Pháp bảo điển này có công lao rất lớn. Ai ngờ được, Lý Gia Tứ Tổ Bế quan đã lâu, lần này xuất quan đến Tây Kinh lại tổn thất hai người. Mã tự vẫn chưa đặt quân cờ xuống, ánh mắt nhìn vào nước trà trong vò. Nước trà như gương, phản chiếu hẻm văn xương. Trong hẻm văn xương, thoạt nhìn chỉ là một cuộc ẩu đả giữa một người trẻ tuổi và hai lão già. Nhưng hai lão già trong ngõ lại rất khỏe mạnh, hành động nhanh nhẹn, thân pháp di chuyển như quỷ mị hoàn toàn không giống người già chỉ có điều thần thông và pháp thuật kinh thiên động địa của hai người vừa mới thi triển đã như bị thứ gì đó nuốt chửng chỉ thấy loáng thoáng một tia sáng thần thông và pháp thuật hoàn toàn biến mất chỉ còn lại sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể nhưng cổ lực lượng này vừa tiếp xúc với người trẻ tuổi kia đã như muối bỏ biển không còn dấu vết đối với những người đi qua ngõ nhỏ đây chỉ là một cuộc ẩu đả bình thường không có gì đáng xem nhưng đối với Thái Tổ Công Lý Di Nhiên và Thái Tổ Lý Càng Phong, đây lại là một trận tử chiến, hai người đã bị thương đầy mình, bị tạo vật tiểu ngũ liên tục đánh trọng thương. Lý Tâm Thụ và Lý Khô Ngọc lần lượt bỏ mạng khiến hai lão tổ cũng không khỏi lo lắng, liều mạng ra tay. Nhưng lại quá mức ức chế. Những đạo pháp đỉnh cấp trong Di An đường tập, trước mặt tạo vật tiểu ngũ bỗng nhiên mất đi vẻ ngoài hào nhoáng, trở nên đơn giản, chỉ còn lại những chiêu thức giản dị, chỉ còn lại sự tranh đấu sinh tử hai người như những lão già đánh nhau ngoài đường cùng lắm là học được chút võ công hết sức thô bỉ đánh nhau với tạo vật tiểu ngũ cũng hết sức thô bỉ bị tạo vật tiểu ngũ dùng những chiêu thức càng thô bỉ hơn đánh cho đầu rơi máu chảy có lẽ tạo vật tiểu ngũ thi triển lĩnh vực quỷ thần mã tự cẩn thận quan sát cuộc chiến trong vò trà trầm ngâm nói ba loại lĩnh vực quỷ thần này âm thầm vận hành có ba loại biến hóa càng không biến trời đất đảo lộn âm dương biến âm dương nghịch chuyển Chu Thiên biến, Chu Thiên sai lệch. Mã Tuấn không thúc giục hắn đặt quân cờ, mỉm cười nói, ngươi có thể nhìn ra ba loại lĩnh vực quỷ thần này bắt nguồn từ đâu không? Mã Tự tuy rằng nhìn ra hai loại, nhưng từ trước đến nay được giáo dục rất tốt, không muốn khoe khoang, bèn lắc đầu nói, Tôn Nhi không biết. Xin gia gia chỉ giáo. Mã Tuấn vuốt chòm râu bạc trắng, mỉm cười nói, càng không biến thứ nhất bắt nguồn từ thái thượng bác quái hộ thân lục, đạo phù lục này có thể là phù lục, cũng có thể là công pháp tu hành, cũng có thể hóa thành đạo tràng, lĩnh vực quỷ thần. Từ xưa phù pháp không phân chia, lĩnh ngộ đạo pháp, lĩnh ngộ đạo tràng và lĩnh vực quỷ thần từ trong phù lục cũng không phải là không thể, chỉ cần có tài năng nghiệp thiên. Mã Tự nói, bác quái hộ thân lục, phù sư nào cũng vẽ được, nhưng liệu có mấy người lĩnh ngộ ra pháp môn tuyệt thế từ trong đó? Loại thứ hai thì sao? Mã Tuấn nói, âm dương biến thứ hai bắt nguồn từ âm dương nhị cảnh đồ cũng là pháp môn tuyệt thế được lĩnh ngộ từ phụ lục, gần như tiên thuật. Còn Chu Thiên biến thứ ba bắt nguồn từ Chu Thiên đại tế, chia lĩnh vực quỷ thần này thành 365 khắc độ, bao phủ toàn bộ Tây Kinh, chia Tây Kinh thành 365 phần. Khắc độ biến hóa, địa lý Tây Kinh cũng thay đổi, cung điện đan xen, đường phố chồng chéo, trên dưới đảo lộn, địa lý lẫn lộn. Là loại biến hóa lợi hại nhất trong ba loại. Mã tự hết sức khâm phục, tán thưởng gia gia thật uyên bác. Mã Tuấn vuốt râu mỉm cười nói, tên tiểu quỷ ranh này, ngươi cũng hiểu mà, chỉ không nói ra thôi. Mã tự thành thật nói, Tôn nhi chỉ hiểu âm dương biến và càng không biến, còn chu thiên biến thì không hiểu. Nếu không có gia gia chỉ dạy, Tôn nhi cũng chẳng biết gì. Tứ tổ Lý gia cũng không hiểu, có thể thấy kiến thức và tầm nhìn không bằng gia gia. Mã Tuấn lắc đầu nói, không phải bọn họ không hiểu, mà là đang ở trong đó không thể làm gì. Thực ra, tam biến của tạo vật tiểu ngũ đều có thể tìm ra nguồn gốc, chính là bắt nguồn từ pháp môn phù lục của Trần Thị Lan Trần Dần Đô, nhưng hắn đã tiến xa hơn, lĩnh ngộ được những điều huyền diệu trong phù lục. Mã Tuấn cũng biết khá rõ về Trần Dần Đô. Năm đó, khi Trần Dần Đô còn là Thị Lan Bộ Lễ, biên soạn thiên tâm chính khí quyết, truyền thụ cho những người có chí hướng tu hành trong thiên hạ, khiến cho số lượng thư sinh tăng lên gấp trăm lần, triều đình chấn động, ngay cả Mã Tuấn cũng bị kinh động. Lúc đó, triều đình phản đối kịch liệt, cho rằng việc này khiến cho người thường cũng học được pháp thuật và tu hành, làm lung lay căn cơ của triều đình, cần phải ngăn cấm. Sau đó, hai bên thỏa hiệp, Trần Thị Lan không được phép biên soạn phần kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh tiếp theo của thiên tâm chính khí quyết. Vì vậy Trần Dần Đô mà chán nản, từ quan rời khỏi Tây Kinh, trở thành một kẻ nhàn vân giả hạt. Lần thứ hai gặp Trần Dần Đô là khi Trần Dần Đô tàn sát Tây Kinh. Mã Tuấn cũng bị kinh động, xuất quan đến Tây Kinh, cùng với tứ tổ Lý Gia thay phiên nhau chiến đấu với Trần Dần Đô, buộc Trần Dần Đô phải dừng tay. Từ đó về sau, Trần Dần Đô quy ẩn, chuyên tâm tìm cách hồi sinh Trần Thực. Mã Tự thỉnh giáo, xin hỏi Gia Gia, làm sao để phá quỷ thần tam biến của tạo vật tiểu ngũ? Mã Tuấn ánh mắt sáng lên, cười nói, quỷ thần tam biến, cái tên này hay đấy, nhưng ta nghĩ nên gọi là quỷ thần tam kinh biến thì đúng hơn ba loại biến hóa này thi triển ra ngay cả quỷ thần cũng phải kinh hãi mã tuấn trầm ngâm một lát rồi nói tạo vật tiểu ngũ lấy tây kinh làm lĩnh vực quỷ thần thi triển tam kinh biến nếu muốn phá giải phải áp chế lĩnh vực quỷ thần của hắn ta cho rằng hư không đại cảnh chính là đạo tràng của tu sĩ chúng ta diễn hóa thiên địa cùng chung nguồn gốc với lĩnh vực quỷ thần có thể dùng hư không đại cảnh để trấn áp lĩnh vực quỷ thần khiến cho lĩnh vực quỷ thần của hắn không thể vận hành, như vậy là có thể phá giải. Mã tự hết sức bội phục, tán thưởng. Gia Gia thật tin tường, liếc mắt một cái đã nhìn ra bản chất, tôn nhi bội phục. Đáng thương cho tứ tổ Lý Gia không nhìn ra điểm này, dẫn đến tổn thất hai người. Lý Gia e là sẽ bị tổn hại nguyên khí nghiêm trọng. Mã Tuấn cười nói, Lý Gia đúng là sẽ bị tổn hại nguyên khí, nhưng các vị tổ tiên vẫn còn đó, không tổn hại đến căn cơ chỉ bị thương gân cốt mà thôi. Mã Tuấn nhìn mặt nước trong vò trà, cảnh tượng ẩu đả trong hẻm văn xương hiện ra, hai vị lão tổ lý gia bị thương ngày càng nặng, tính mạng nguy hiểm. Mã Tuấn đứng dậy, cười nói, 13 thế gia chúng ta như thể tay chân, tuy rằng vui mừng khi thấy lý gia bị tổn thất nhưng không thể để lý gia sụp đổ. Năm đó, chúng ta đều là những lão già tụ tập ở Tây Kinh, nên chiến đồ tể Tây Kinh, hôm nay lại tụ tập ở Tây Kinh, nên chiến tạo vật tiểu ngũ, cũng là một giai thoại truyền đời, Mã tự tiện tay trả tiền trà, cười nói: "Giờ đây Tô Nghi mới hiểu được thế nào là gánh vác Giang Sơn Đại Minh trên vai. Tuy rằng chúng ta đã quy ẩn, nhưng khi Giang Sơn Đại Minh gặp nguy nan, chúng ta vẫn phải dũng cảm xuất quan, đối phó với ma biến, kéo dài tính mạng cho Đại Minh." Mã Tuấn cười ha hả: "Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách." Huống hồ, chúng ta đâu phải thất phu, hai ông cháu đều đã ngoài 80 tuổi, cùng nhau đi đến Hẻm Văn Sương. Lúc này Ngoài hẻm Văn Xương có ba ông lão đi tới, hai nam một nữ, đều tóc bạc trắng, già nua, chính là tam tổ của hạ gia. Mọi người gặp nhau, chỉ gật đầu chào hỏi, không hàng huyên. Lúc này, hai vị lão tổ lý gia đang nguy kịch, không có thời gian để hàng huyên. Bọn họ canh đúng thời gian để đến, chính là muốn đợi khi hai vị lão tổ lý gia bị trọng thương nhưng chưa chết mới ra tay cứu giúp, như vậy mới là đúng lúc. Trẻ con, tránh ra xa một chút, mã tự đi tới, đẩy đứa bé cầm ô sang một bên, phân phó cho cao thủ mã gia chạy tới, phong tỏa hẻm văn xương, không cho bất kỳ ai tiến vào, cùng lúc đó, ở ba đầu ngõ khác, lão tổ của các thế gia như nghiêm gia, trương gia, cao gia, từ gia cũng đến, phân phó cho tộc nhân canh giữ đầu ngõ, rồi tiến vào hẻm văn xương. Vụ án xích mã tặc ở Thanh Châu đã chấn động 13 thế gia, khiến cho lão tổ của các đại thế gia cũng phải xuất quan, nhúng tay vào việc đời, dẹp yên đại loạn. Tứ tổ Lý gia quyết chiến với tạo vật tiểu ngũ, hai vị lão tổ bỏ mạng, bị tiểu ngũ treo trên trời biến thành một phần của đám mây thi thể, đương nhiên không thể qua mắt được bọn họ. Bọn họ có thể trơ mắt nhìn Lý Tâm thụ và Lý Khôn Ngọc chết, nhưng nếu Tứ tổ Lý gia bị tiêu diệt hoàn toàn lại không có lợi cho bọn họ. 13 thế gia như thể tay chân, cùng thịnh cùng suy. Có thể tổn thất một chút nhưng không thể mất hết toàn bộ. Giờ đây Lý Càng Phong và Lý Di Nhiên gặp nạn, đương nhiên bọn họ phải cứu. Lúc này, các vị lão tổ đã nhìn ra thủ đoạn của tạo vật Tiểu Ngũ, bước vào hẻm văn xương với vẻ mặt đầy tự tin. Mỗi người đều thi triển hư không đại cảnh, muốn phá giải quỷ thần tam kinh biến của Tiểu Ngũ. Nhị tổ Mã Gia Mã Tuấn và Mã Tự cùng thi triển hư không đại cảnh, trấn áp xuống. Nhưng sau khi vào trong ngõ, hư không đại cảnh lại không thể trấn áp được bất cứ thứ gì, không giống như bọn họ dự đoán hư không đại cảnh vừa xuất hiện là có thể trấn áp quỷ thần tam kinh biến, hình như có chút sai sót. Mã Tuấn mặt đỏ bừng. May mà những người khác cũng mặt đỏ bừng, ai cũng như người say rượu, không ai nói được ai. Bọn họ thi triển thần thông và pháp thuật, công kích tạo vật tiểu ngũ, nhưng thần thông và pháp thuật cũng giống như hai vị lão tổ lý gia, không có chút quy lực nào, không có ánh sáng hào nhoáng, không có vô số phi kiếm xoay tròn, cũng không có cảnh tượng đất trung núi chuyển chỉ là mấy chục ông lão bà lão, loạn choạng bước tới, lao về phía tạo vật tiểu ngủ. Bước chân của bọn họ vẫn rất nhanh, sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể vẫn kinh người, nhưng khi lột bỏ lớp vỏ hào nhoáng của thần thông và pháp thuật, trong bọn họ có phần nực cười, thậm chí khá vụng về. Ở đầu hẻm văn xương, đứa bé cầm ô vẫn chưa chịu rời đi, thò đầu ra nhìn nó. Thằng nhãi, cút đi. Một quan viên mã gia cao mày, đứa bé cầm ô cười nói mấy chục lão già đánh một người trẻ tuổi có gì hay ho chứ còn không bằng cha mẹ ta đánh nhau ta không đi ta còn phải trả ô cho người ta nữa mọi người đỏ mặt quay đầu nhìn vào trong ngõ trong ngõ nhỏ mấy chục ông lão bà lão chạy như bay vừa chạy vừa đánh một tú tài tạo vật tiểu ngũ vừa đánh vừa lui chẳng bao lâu sau đã bị đánh bật ra khỏi hẻm văn xương chạy ra phố trường an Phố Trường An được đặt tên theo Trường An Thành ở Hoa Hạ Thần Châu, mang ý nghĩa kỷ niệm, cũng là một con đường sầm uất nhất ở Tây Kinh, cho dù trời đang mưa nhỏ vẫn tấp nập người qua lại, xe cộ như nước. Trên đường, mọi người dừng lại, kinh ngạc nhìn cảnh tượng đánh nhau hiếm thấy này. Chỉ thấy mấy chục ông lão bà lão vừa đuổi theo tú tài kia, vừa ra tay đánh túi bụi. Mấy ông lão bà lão ra tay không chút nương tay, tú tài kia đánh trả cũng rất mạnh, thỉnh thoảng lại có ông lão bà lão bị đánh cho hộp máu, văng xa mấy trượng, trên người Tú Tài cũng bị đâm thủng mười mấy lỗ máu, quần áo sột sệt. Có lúc Tú Tài còn bị mấy bà lão vật xuống đất, hoặc đánh bay ra xa mấy chục bước. Còn có hai ông lão ngã xuống đất, không đứng dậy nổi, chính là hai vị lão tổ lý gia Lý Càng Phong và Lý Di Nhiên. Rất nhiều quan viên lý gia mặt đỏ bừng, vội vàng mang cán tới, đặt hai vị lão tổ lên cán, vội vã khiêng đi. Hai vị lão tổ bị thương nặng nhất, lần này ngã xuống, nếu không được cứu chữa kịp thời e rằng sẽ bỏ mạng nhưng mọi người trong lý gia cũng thấy được cảnh tượng này vốn tưởng rằng sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa nào ngờ chỉ hơn đám người tập võ vài năm ở quê một chút khiến bọn họ không khỏi xấu hổ thậm chí còn nảy ra ý nghĩ ta cũng làm được đương nhiên đây chỉ là những gì người ngoài nhìn thấy nhưng trong mắt mã tuấn mã tự và những người khác đây lại là một trận chiến vô cùng mãn nhãn toàn bộ Tây Kinh được chia thành 365 khu vực, theo bước chân của tạo vật tiểu ngũ, 360 biện họ cố gắng hết sức tiến lên, nhưng chỉ có 4 năm người có thể vây công tạo vật tiểu ngũ, không thể tấn công phía sau hắn, không thể bao vây hoàn toàn. Nếu có thể bao vây, bọn họ có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng không thể bao vây, tạo vật tiểu ngũ có thể di chuyển trong chu thiên, mượn chu thiên biến để tránh né những đòn tấn công chí mạng. Rất nhanh, trên người các lão tổ của các đại thế gia cũng dần dần xuất hiện vết thương hơn nữa vết thương cũng có xu hướng ngày càng nhiều vết thương trên người tạo vật tiểu ngũ càng nhiều hơn tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà chống đỡ được nữa tạo vật tiểu ngũ vừa đánh vừa đi men theo phố trường an rất nhiều ông lão bà lão đuổi theo sau từ phố trường an đánh tới phố nam kinh từ phố nam kinh đánh tới ngõ hàng châu thỉnh thoảng có ông lão bà lão bị đánh ngã lăn trên đất nhưng lại ngoan cường bò dậy mặc kệ toàn thân lấm lem bùn đất cứ thế lao tới, tiếp tục chém giết. Rất nhiều người đi đường và xe ngựa lướt qua giữa bọn họ, cũng vẫn như thường ngày, không hề có bất kỳ dị tượng nào xảy ra. Các ngươi đừng đánh nữa, có một người qua đường tốt bụng tiến lên, định kéo một ông lão lại, bàn tay còn chưa chạm vào ông lão kia thì đột nhiên trước mắt đất trời quay cuồng, âm dương đảo lộn, tay kinh thành như bị phân giải thành vô số mảnh vỡ, đường phố, tường thành, lầu cát, hoàng thành, tất cả đều hỗn loạn bay tứ tung rồi lại tổ hợp lại cũng may là bùng một tiếng người qua đường tốt bụng kia nổ tung hóa thành một đám sương máu ta không đánh nữa đột nhiên tạo vật tiểu ngũ hét lớn một tiếng tung người nhảy lên không trung biến mất khỏi tầm mắt mấy lão giọng nói từ xa xa truyền đến ta biết vì sao cha ta lại rút lui rồi ta cũng không đánh lại các ngươi ta không đánh nữa chúng lão đồng loạt dừng bước nhìn quanh bốn phía vẫn đang tìm kiếm tung tích của hắn mã tuấn ho khang liên hồi giơ tay nói đừng đuổi theo nữa. Cứ để hắn biết khó mà lui, các vị gia tổ của 13 thế gia nhìn nhau, chỉ thấy ai nấy đều bị thương, trong lòng không khỏi kinh hãi. Năm đó bọn họ quyết đấu với Trần Dần Đô là theo kiểu xa luân chiến chứ không phải vây công, thế mà bây giờ, bọn họ vây công tạo vật tiểu ngũ, không ngờ nhiều cao thủ tuyệt đỉnh như vậy mà chẳng những không thể giữ hắn lại, ngược lại bản thân cũng bị thương. Tạo vật tiểu ngũ, còn mạnh hơn so với Trần Dần Đô năm đó, Hành động thăm dò lần này khiến cho các lão tổ của 13 thế gia đều cảm thấy thất bại. Ban đầu bọn họ định thăm dò thực lực của Tạo Vật Tiểu Ngũ, sau đó mới quyết định có nên ra tay với Trần Thực hay không. Trần Thực và Lý Thiên Thanh gây ra nhiều tội ác, ở Thanh Châu gây ra vụ xích mã tặc, cướp sạch linh điền dược điền của 13 thế gia. Những linh dược này bề ngoài là tài sản của vạn gia, trên thực tế là để duy trì tuổi thọ cho những lão tổ bọn họ. Trần Thực và Lý Thiên Thanh không cướp hết linh dược, chỉ lấy đi một phần năm, để lại cho bọn họ bốn phần năm. Nhưng hành động này khiến cho bọn họ giảm mất 20 năm tuổi thọ. Làm sao bọn họ có thể chịu đựng được, muốn trừ khử Trần Thực thì trước tiên phải thăm dò thực lực của tạo vật tiểu ngũ. Bọn họ xuất quan, mục đích lần này đến Tây Kinh chính là để thăm dò thực lực của tạo vật tiểu ngũ. Bọn họ đã thăm dò được thực lực của tạo vật tiểu ngũ nhưng thực lực của bọn họ cũng bị tạo vật tiểu ngũ thăm dò được. Đáng lẽ ra không nên xảy ra tình huống này. Với thực lực của 13 thế gia, sẽ tuyệt đối không để người khác thăm dò ra được. Nhưng mà tạo vật tiểu ngũ quá quỷ dị, trận chiến trên đường phố Tây Kinh khiến cho những nhân vật như thần tiên là bọn họ đánh nhau cứ như một đám ông lão bà lão đang ẩu đả, thần thông pháp thuật hô phong hoán vũ biến thành đánh tay đôi. Còn có người bị đánh ngã, bị đá lăn, bị bể gãy ngón tay, dẫm gãy ngón chân, móc mắt móc mũi móc cả hạ bộ đủ loại thủ đoạn hèn hạ tuy rằng lúc đánh nhau đến đỏ mắt thì bọn họ cũng có dùng một vài thủ đoạn hạ lư quan trọng nhất là tạo vật tiểu ngũ muốn đi là đi những cường giả tuyệt thế như bọn họ cũng chẳng thể giữ hắn lại tạo vật tiểu ngũ bị thương ra sao bị thương nặng nhẹ thế nào bọn họ chỉ có thể đoán đây mới là điều khiến bọn họ kiên kỵ hơn hết mất hết mặt mũi rồi Lão tổ phí gia phí ngọc cơ thở dài, ủ rũ nói. Mọi người đều cảm thấy mất hết mặt mũi. Mã Tuấn đề nghị, khó khăn lắm các vị đạo hữu mới gặp mặt, chi bằng chúng ta tìm một nơi sơn thủy hữu tình ngồi một lát, uống vài chén rượu nhạt. Các lão tổ của các đại thế gia đều gật đầu, bây giờ tạo vật tiểu ngũ đã rời đi, không biết thương thế của hắn thế nào, bọn họ không dám tách ra kẻo lại bị tạo vật tiểu ngũ tập kích. Nếu là Trần Dần Đô, bọn họ sẽ không lo lắng như vậy dù sao trần dần đô cũng là người kiêu ngạo nhưng rõ ràng tạo vật tiểu ngũ không phải tạo vật tiểu ngũ giống như trần dần đô thời trẻ tuổi hơn nữa là một trần dần đô không bị ràng buộc bởi đạo đức tình cảm bọn họ nhất định phải tụ tập lại một chỗ bàn bạc kỹ đối sách không thể tự mình hành động ở đầu hẻm văn xương đứa trẻ cầm ô vẫn đang ngóng trong chờ tú tài đến lấy lại ô của mình Mấy đứa bạn của nó chạy tới, rủ nó đi chơi đá cầu, nhưng nó vẫn từ chối. Chuyện đám lão già ẩu đã tú tài đã qua được một lúc lâu nhưng tú tài kia vẫn chưa tới. Nó đang định để ô dựa vào tường thì tú tài kia đội mưa đi tới. Ô của ngươi đây. Đứa trẻ kia vui vẻ nói. Tạo vật tiểu ngũ nhận lấy ô, đứa trẻ kia vui mừng chạy về phía đám bạn, đột nhiên lại dừng bước, quay đầu nói, sau này ngươi đánh nhau thì đừng dùng mỗi một tay ra vẽ nữa ngươi dùng một tay nhưng người ta đông như vậy, đánh ngươi nằm bẹp luôn đấy. Ngươi phải dùng cả hai tay, túng lấy một lão già mà đánh, đánh cho lão già đó tàn phế luôn, những lão già khác thấy ngươi hung dữ sẽ không dám đánh ngươi nữa, tạo vật tiểu ngũ nghiêm mặt nói, xin được lĩnh giáo. Sao ngươi lại biết những điều này, bọn ta chơi đá cầu ở ngoài đường, gặp đám đá cầu khác thì phải so tài, so tài không lại thì đánh nhau, bị đánh nhiều thì sẽ hiểu thôi. Tạo vật tiểu ngũ khẽ gật đầu, cảm thấy lời nó nói rất có lý bèn nói ta mời ngươi uống sữa đậu nành không đi đứa trẻ chạy mất tạo vật tiểu ngũ bị nó từ chối nhưng cũng không hề tức giận cầm ô đi tới hẻm vũ xương uống sữa đậu nành trong lòng có phần buồn bã ta đã nói giao thủ với ta thì uy lực pháp thuật thần thông của bọn họ sẽ không bị rò rỉ một chút nào thế mà vẫn bị rò rỉ một người qua đường khuyên trang bị chấn động đến mức tan thành mây khói ta thua rồi. Thương thế trên người hắn rất nặng, nhưng điều khiến hắn buồn bực nhất chính là cái chết của người qua đường khuyên can kia. Tuy rằng không phải chết dưới tay hắn, nhưng uy lực bị rò rỉ chứng tỏ bản lĩnh của hắn vẫn chưa đủ hỏa hầu, khả năng khống chế vẫn chưa đủ tinh vi. Hắn cái gì cũng tốt, chỉ có điều yêu cầu quá cao. Trước kia khi cùng nghiên cứu với Trần Dần Đô, Trần Dần Đô cũng từng nhắc tới điểm này, cảm thấy hắn quá câu nệ tiểu tiết mà lại sai lầm trong những việc lớn. Tạo vật tiểu ngủ ngồi trong quán sữa đậu nành, cất ô đi, thầm nghĩ, nhưng ta không sửa được. Thương thế của hắn vẫn rất nặng, tuy nặng nhưng cũng không đến mức chết trong quán sữa đậu nành, cho nên vẫn muốn uống sữa đậu nành. Đây là một trong số ít thú vui của hắn kể từ khi vào kinh. Trong Tây Kinh có không ít ánh mắt đang theo dõi hắn, nhưng hắn không thèm để ý đốc chủ tiền nhiệm Phùng Thiên Hoáng, Phùng Công Công lại tới nghiêm phủ, tìm các lão đại học sĩ tiền nhiệm nghiêm tiện chi. Phùng công công ngồi trên xe lăn, có hai nha hoàng ngồi sổn bên cạnh, ra sức xoa bóp hai chân bị liệt của hắn. Nghiêm đại nhân, chuyện các lão tổ thế gia vây đánh tiểu ngũ, ngài đã xem chưa? Phùng công công hỏi. Nghiêm tiện chi thở dài, có vẻ hơi mất tinh thần, nói, ta xem rồi. Cứ như mấy chục ông lão bà lão đánh hội đồng một tú tài trẻ tuổi vậy, cái gì mà đại thừa cảnh viên mãn, cái gì mà cao thủ tuyệt thế, mặt mũi mất sạch hắn dở khóc dở cười trong đó còn có bốn vị lão tổ của nghiêm gia hắn cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập người chi chít vết thương nghiêm tiện chi là cựu các lão đại học sĩ cũng là cao thủ hư cảnh tuy rằng không bằng các lão tổ thế gia nhưng nhãn lực kiến thức vẫn còn đó có thể nhìn ra trận chiến này tuy nhìn bề ngoài giống như đám ông lão bà lão ẩu đả ngoài đường nhưng thực chất lại vô cùng hung hiểm dù sao ngay cả trọng bảo trấn áp khí vận của trấn Tây Ngu Tân Châu cũng cảm nhận được nguy hiểm mà bộc phát uy lực, chỉ cần không mù thì đều biết trận chiến này không phải chuyện tầm thường. Phùng Công Công nghi người nói, đại nhân từ chức các lão đại học sĩ trước khi tiểu ngũ tới Tây Kinh là để tránh những rủi ro không cần thiết, tránh mang tiếng xấu. Hiện giờ các lão đại học sĩ là trương phủ chính, người mang tiếng xấu là hắn, kẻ phải đau đầu cũng là hắn. Tạo vật tiểu ngũ làm loạn một trận như vậy, e rằng 13 thế gia sẽ thỏa hiệp với hắn, khai ra kẻ đã cướp tiên thiên đạo thai. Hắn mỉm cười, nói, nghiêm đại nhân, nếu ngài không đoạt lại chức vị các lão đại học sĩ này thì trương đại nhân sẽ ngồi vững đấy. Nghiêm tiện chi cười nói, chỗ ngồi của trương đại nhân đã vững thật chưa, hắn bưng chén tràn công công nhất chân đá một nha hoàng đang xoa chân xa một bên, cười nói, ta bị trần dần đô đánh cho tàn phế, vất vả lắm mới có công lao, quay về tiếp tục làm trưởng ấn, cũng hợp lý chứ. Nghiêm tiện chi nhìn chầm chầm vào hai chân hắn, nói, chân ngươi bị tàn phế 10 năm rồi đúng không? Vẫn chưa khỏi à, chưa khỏi. Phùng công công nghiêm mặt nói. Nghiêm tiện chi nhìn nha hoàng bị hắn đá sang một bên, nói, ngươi nói chưa khỏi thì chưa khỏi. Chuyện đau đầu hiện giờ, tạo vật tiểu ngũ là một, kỳ thi mùa xuân là một chuyện khác, trương đại nhân không giải quyết được đâu. Hắn không giải quyết được thì phải tìm người khác dọn dẹp cục diện rối rắm này. Phùng công công nói, nghiêm đại nhân, trạng nguyên khoa thi năm nay sẽ là ai nghiêm tiện chi bực bội nói còn chưa thi hội ta làm sao biết ai là trạng nguyên khoa thi năm nay hắn dừng một chút nói công tử có danh tiếng rất cao công chủ nghiêm gia ta có nhắn đã bàn bạc với các tộc lão rồi nếu công tử tranh trạng nguyên thì nghiêm gia sẽ nhường chúng tin phủng nguyệt phùng công công nhướng mày cười nói nghiêm gia chúng tin phủng nguyệt còn các thế gia khác thì sao nghiêm tiện chi mắng lão thái giám nhà ngươi cứ thích nghe ngóng lung tung, ta làm sao biết quyết định của các thế gia khác. Nhưng, 13 thế gia như thể tay chân, nghiêm gia ta đã quyết định như vậy, chắc hẳn các thế gia khác cũng thế. Hắn phẩy tay, bảo mấy nha hoàng đang hầu hạ lui xuống, chậm rãi nói, công tử cần đại thế, cần tạo thế, cần tìm một lý do cho sự cuộc khởi của mình, khiến vạn dân kính ngưỡng, thu phục lòng dân, mới có cơ hội đăng cơ, phục hưng đại minh. 13 thế gia cũng cần một vị lãnh tụ có thể phất cờ khởi nghĩa, thoát khỏi khống chế từ phía trên. Phùng công công nghiêm mặt, trầm mặt một lát rồi nói, làm được không, nghiêm tiện chi trầm mặt, chậm rãi uống trà. Hắn đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói, nếu không làm thì vĩnh viễn cũng không làm được. Thời đại chân vương đã kết thúc hơn 6.000 năm rồi. Trời đất đang thay đổi, không còn như xưa nữa. Tây Ngưu Tân Châu cần một chân vương mới. Phùng Công công thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng gõ lên hai chân mình, trong mắt ánh lên tia sáng. Trước kia không có cơ hội, nhưng bây giờ, trời đất đang thay đổi, ngôi vị chân vương mà triều đình bỏ trống kia, sớm muộn gì cũng phải có người ngồi lên, công tử, chính là chân vương được 13 thế gia lựa chọn, vậy Trần Thực thì sao? Phùng Công công hỏi, nghe nói Trần Thực cũng tới thi tiến sĩ, thi xong tiến sĩ là thi đình. Trạng nguyên chỉ có một nếu đã cho công tử thì không thể cho hắn nghiêm tiện chi nói vậy thì trần thực chỉ có thể làm bản nhãn phùng công công cười nói ta nghe nói công tử và trần thực đang bất hòa tư mã trong phụ chính các của công tử cũng vì vậy mà chết ngươi nghĩ trần thực có cam tâm làm kẻ dưới làm bản nhãn này không nghiêm tiện chi bưng trà lên định uống phát hiện trong chén đã hết nước bèn đặt chén trà xuống thản nhiên nói không làm kẻ dưới thì có thể làm gì Hắn có thể thi đậu cử nhân cũng là nhờ triều đình ban ân, nếu không thì hắn vẫn chỉ là một tú tài. Cho hắn làm bản nhãn đã là triều đình khai ân rồi. Hắn vỗ tay, Bảo Nha Hoàng tới rót trà. Phùng Công công đẩy nắp chén trà lại, ra hiệu không cần rót trà cho mình, cười nói, trong người hắn có hơn 100 con ma, nếu hắn mà gây loạn, chết cho ngươi xem. Ngươi tính sao? Nghiêm Tiện chi mỉm cười, đây là chuyện mà Trương Đại học sĩ phải đau đầu hiện tại ta đang nhàn rỗi ở nhà. Giảo hoạt. Thật quá giảo hoạt, Phùng Công Công cười ha hả. Ngươi đợi đến lúc Trương Phủ Chính không giải quyết được, phải tới cầu xin ngươi, ngươi có thể đường hoàng quay lại làm đại học sĩ, tiếp tục làm thủ phụ đại thần, trung bộ hoa nguyên Tây Ngư Tân Châu, Nam Phong tỉnh. Nam Phong tỉnh nổi tiếng với việc quanh năm suốt tháng đều có gió Nam, gió ở đây có ba điều kỳ lạ. Kỳ lạ thứ nhất, gió rất to. Tiếng gió như trâu rống rồng gầm, mỗi khi cuồng phong ghé qua, các bay đá chạy, cây cối bật gốc, đá tảng nặng cả ngàn cân lăng với tốc độ nhanh như ngựa phi. Kỳ lạ thứ hai, gió rất mạnh. Thường thì không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên nổi cuồng phong, khiến người ta không kịp phòng bị. Kỳ lạ thứ ba, trong gió có thứ kỳ quái. Thường xuyên có người nhìn thấy trong gió có dị thú chạy thành đàn, dẫm lên gió phóng như bay có người nhìn thấy trong gió có bóng người cao gầy, đứng bất động giữa gió. Còn có một số tà ma trong gió, thoát ẩn thoát hiện. Trần Thực tìm được một ngôi miếu cổ, vẽ sông định phong phù, treo lên bốn bức tường của miếu cổ. Hắc qua tìm củi, nhóm lửa, hồ phỉ phỉ lắc tay quay bằng gỗ, con heo quay trên lửa đã vàng ruồn, mở chảy xèo xèo. Nếp nếp vừa nuốt nước miếng vừa dùng cỏ quét nước trái cây lên mình heo bọn họ tìm được một ít nước ép trái cây chua chua ở bên ngoài ăn một miếng là cả miệng đều chua nước miếng chảy ròng ròng nhưng dùng để ướp heo quay chắc sẽ ngon tôn nghi sinh nhìn ra ngoài thấy trời đất vàng hoe giống như sa mạc đang bay trên trời nói e là vẫn còn gió mấy ngày nay hắc qua mang nguyên thần của hắn xuống cõi âm dùng dương giác thiên linh đang chữa trị thương thế cho hắn thương thế nguyên thần của hắn đã giảm bớt rất nhiều lúc này bên ngoài vang lên tiếng người trần thực nhìn ra ngoài thấy bên ngoài có rất nhiều cử nhân đang trên đường tới kinh dự thi nối đuôi nhau kéo đến có mấy chục người đa phần là những thư sinh nghèo đeo trương sách những thư sinh nghèo này nhìn thấy ngôi miếu cổ thì mừng rỡ vội vàng bước nhanh hơn nam phong tỉnh tuy là vùng đất nội địa của tây ngu tân châu nhưng lại vô cùng khô cằn rất khó trồng trọt dân cư cũng thưa thớt riêng ở tỉnh thành là có khoảng trăm vạn dân những nơi khác rất khó thấy bóng người trạm dịch của tỉnh đã lâu không được tu sửa nên bị bỏ hoang, nếu đi đường trong thời tiết gió cát như thế này sẽ rất dễ lạc đường. Ngôi miếu cổ này là một trong số ít những nơi có thể dừng chân của bọn họ. Trần Thực mở cửa, để cho bọn họ vào, nói, ta đã vẽ định phong phù, các ngươi không cần treo phù nữa. Những vị cử nhân phong trần mệt mỏi tiến vào trong miếu, liên tục tạ ơn. Có người dậm chân, phủi bụi trên người, bị mấy nữ cử nhân đuổi ra ngoài, cười nói, ra ngoài mà phủi, không thấy người ta đang nấu cơm sao, thế là bọn họ chạy ra ngoài miếu phủ sạch bụi đất trên người rồi mới vào. Trần Thực quan sát những vị cử nhân này, chỉ thấy mặt bọn họ bị gió sương phơi nắng, đỏ bừng, môi khô nứt nẻ, chắc đã đi ở Nam Phong tỉnh rất lâu rồi. Các ngươi là người phương nào, Trần Thực cười nói, nghe khẩu âm, không giống như là cùng một nơi. Một nữ cử nhân đi ra ngoài cửa, tháo tóc, rủ sạch các bụi trong tóc, cười nói, bọn ta đến từ nhiều tỉnh thành, trân châu quý châu bích tỉnh từ năm ngoái đã đến rồi giọng của nàng mang nét địa phương phải lắng tai nghe kỹ mới hiểu được nàng nói gì một cử nhân khác nói chúng ta vốn không phải cùng một nhóm đi đường gặp nhau bèn kết bạn đồng hành ban đầu có đến cả trăm người gặp phải tà tu lại bị bọn cướp tấn công mấy lần chết đến giờ chỉ còn lại chừng này trần thực thấy bọn họ không có nước bèn lấy nước từ trong gia nhà nhỏ đưa cho bọn họ hồ phỉ phỉ cắt thịt heo nướng đã chín cũng chia cho bọn họ một ít mọi người đều tạ ơn ngồi bệt xuống đất ăn nữ cử nhân búi tóc hỏi tiểu đệ nghe khẩu âm của đệ đệ là người tân hương phải không trần thực nói đúng vậy ta đến từ tân hương có người không hiểu hỏi vì sao người tân hương lại đi đường này không phải là đường vòng sao trần thực nói con đường kia phải đi qua cũng châu không an toàn mọi người bừng tỉnh đại ngộ nói đi cũng châu quả thật không an toàn thà đi đường vòng xa hơn một chút cũng phải tránh cũng châu bên ngoài gió nổi lên trích gào không ngừng mọi người vội vàng đóng cửa sổ lại trần thực đã treo định phong phù khắp bốn vách tường cho dù không đóng cửa sổ gió cũng không thể lọt vào được tiếng gió càng lúc càng lớn gió thổi tảng đá lớn lăn ầm ầm ngoài cửa có tiếng người nói chuyện gào thét bảo bọn họ mở cửa có cử nhân định mở cửa bị Tôn Nghi Sinh ngăn lại, nói, ngoài cửa không phải người, mà là tà ma. Trong gió ở Nam Phong tỉnh thường có thứ này, nó sẽ nói chuyện với ngươi trong gió, hoặc cầu cứu, hoặc tán gẫu chuyện thường ngày, khiến ngươi mất cảnh giác. Nếu ngươi để nó vào, nó sẽ lấy mạng ngươi. Rất dễ phân biệt, ngươi hãy nằm ngoài ở khe cửa nhìn ra ngoài, sẽ không thấy chân nó đâu. Mọi người nằm sấp xuống đất nhìn ra ngoài, quả nhiên thứ ngoài cửa không có chân tôn nghi sinh cười nói thứ đó chỉ là một cơn gió đương nhiên không có chân mọi người không khỏi khâm phục hai vị sắc mặt tái nhợt chẳng lẽ bị thương một cử nhân bước lên cười nói tại hạ từng học y thuật mấy năm có lẽ có thể chữa thương cho hai vị trần thực tạ ơn nói nguyên anh của ta bị thương nhẹ còn nguyên thần của hắn bị thương nặng e là không dễ chữa trị vị cử nhân kia giật mình vội vàng nói Loại thương thế này tại hạ không chữa được. Tại hạ nhận ân huệ của hai vị, vốn định báo đáp, nhưng y thuật có hạn, không dám chữa cho hai vị. Trần Thực cười nói, chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Trong lúc nói chuyện, tiếng gió dần nhỏ lại, một lát sau, gió ngừng hẳn. Mọi người mở cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài phủ một lớp đất dày, còn có những tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác trên vùng đất hoang vu bên ngoài miếu cổ. Gần miếu cổ cũng có mấy tảng đá lớn nếp nếp đang định đến gần xem thì đột nhiên những tảng đá đó mọc ra bốn chân thò đầu ra co cẳng chạy biến nếp nếp há hốc mồm kinh ngạc đó là thạch điểu của nam phong tỉnh vì gió lớn không thể bay được cánh bị thoái hóa nên biến thành chân chạy trên mặt đất một cử nhân nhận ra sinh vật này nói khi gió nổi lên chúng sẽ rụt chân cánh và đầu vào trong thân lăn tròn trong gió kia là cái gì có người chỉ về phía xa mọi người nhìn theo, chỉ thấy trên bầu trời vàng hoe, từng tia lửa bay về phía bên này. Trần thực nhìn những tia lửa đó, cảm thấy có chút quen thuộc, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cao giọng nói, đại pháo. Là hồng di đại pháo, sắc mặt các vị cử nhân tái mét. Bọn họ chỉ là vào kinh cho kịp kỳ thi, vì sao lại có hồng di đại pháo bắn tới, từng viên đạn được vẽ đại ngũ lôi phù xé gió bay tới, chưa đến gần, quy lực của lôi đình đã bộc phát, vé ra tia lửa điện xẹt, mục tiêu của hồng di đại pháo, chính là ngôi miếu của bọn họ đang ở nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha